Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: chốt chặn cửa ngõ thành phố gom hàng loạt tài xế container sử dụng ma túy, bất ngờ kiểm tra đột xuất và test nhanh ma túy tí đối với hàng chục tài xế lái xe đầu kéo container ra vào khu vực cảng ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng công an đã phát hiện 3 tài xế dương tính với ma túy và heroin. Chỉ huy công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối với 4 tài xế lái xe đầu kéo container có hành vi vi phạm pháp luật như sử dụng ma túy và giấy phép lái xe giả. Trước đó, chiều ngày 12 tháng 1, công an phường Trường Thọ phối hợp với nhiều lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra hành chính, test nhanh ma túy. Đối với các tài xế lái xe đầu kéo container có nghi vấn ra vào cụm cảng trên địa bàn, cụ thể kiểm tra và test nhanh nước tiểu 18 tài xế, cơ quan chức năng đã phát hiện 3 tài xế dương tính với ma túy, 2 tài xế dương tính với heroin, người còn lại dương tính với ma túy đá. Đồng thời công an còn phát hiện tài xế container sử dụng giấy phép lái xe giả. Lực lượng công an đã đưa ra những tài xế này vi phạm về trụ sở công an để tiếp tục lập hồ sơ xử lý. Theo chỉ huy công an phường Trường Thọ, nếu đối tượng có nơi cư trú ổn định thì xử phạt vi phạm hành chính và thông báo về nơi cư trú để tiếp tục theo dõi, quản lý. Những trường hợp còn lại sẽ lập hồ sơ đưa đến cơ sở cai nghiện. Đồng thời, công an cũng làm việc với chủ doanh nghiệp, công ty có tài xế sử dụng ma túy để tuyên truyền và yêu cầu kiểm tra thường xuyên các tài xế của mình. Được biết, cụm cảng ở phường Trường Thọ có lượng xe đầu kéo container ra vào và giao nhận hàng hóa nhiều nhất ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán, xe container qua lại khu vực tăng đột biến và xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Trước tình trạng nói trên, Ủy ban Nhân dân phường Trường Thọ đã chỉ đạo công an phường tham mưu xây dựng kế hoạch để kiểm tra hành chính ma túy đối với các tài xế xe tải, nhất là tài xế xe đầu kéo container trong khu vực cụm cảng. Song song với việc kiểm tra nói trên, cơ quan chức năng đã tuyên truyền tới các tài xế không sử dụng điện thoại khi lái xe, không sử dụng ma túy và rượu bia. Đồng thời, lực lượng tiếp tục tăng cường ra quân để kiểm tra an ninh giao thông và ra vào cảng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy đăng ký và đừng quên.